Xin chào anh em nhá. Hôm nay em lại có mẫu mới cho anh em đây. Con này là con Family MC730 nhá. Con này kiểu dáng nó nhỏ gọn và full hết chức năng anh em ạ. Đầy đủ hết chức năng. Bóp vai này, bóp gáy, rồi bóp tay, rồi bóp mông, chân đầy đủ hết. Kiểu dáng trẻ trung. Nói chung là trẻ trung và đẹp. Hình thức còn tương đối nhá. Hình thức còn khoảng độ 95% tương đối. Đây nó cũng là một cái hãng đời mới, nó mới ra đấy, nó không ra lâu đâu. Nên là kiểu dáng nó cũng rất là trẻ trung, rất đẹp. Đây, quay cho anh em xem. Con này nó có cái nhãn này là cái nhãn chứng nhận thiết bị chăm sóc sức khỏe của Bộ Y tế Nhật Bản nhé. Cái nhãn này này. Đây mã của nó này, MC730. Con này công suất của nó là 120W này, điện 100V nhé. Hàng khá là đẹp, trẻ trung. Cái da này của nó da xịn nhá, da xịn nha anh em nhá. Nhìn nó thế này thôi nhưng mà nó là da xịn đấy. Da này nó bóng, nó nhặn, nó mịn. Rất là đẹp. Zin nguyên bản 100%. Cái da này thì êm. Sờ vào nó mát. Nó thiết kế là hai bên nó ôm vào nhìn nó rất là trẻ trung, hiện đại. Ở cái gối này nó có túi khí. Ở gối này nó thiết kế cái túi khí để nó bóp vào gáy này. Đây. Đây nó có cái dây này dây túi khí này. Đấy, dây túi khí này nó đi vào trong cái gối này. Nó dùng để bóp gáy đấy. Trong hai cái túi này thì nó có cái cao su này để nó bóp vào gáy này. Đây nhá, hai bên nó đều có. Đấy. Cái trong một lớp mỏng. Tiếp theo là vào bên trong đây. Bên trong con này, dòng này nó có hai con lăn. Hai con lăn thì nó bóp bao giờ nó cũng sâu hơn, sâu nó chắc. Và đây là cái phần bóp vai nhá, phần bóp vai này. Đó, hai bên bóp vai. Đó, đây là cái phần bóp tay đây. Bóp tay thì nó có túi khí ở trên và ở dưới. Nó bóp phần lòng bàn tay này và cánh tay này. Cái tay này. Nó thiết kế nhìn rất là trẻ trung, hiện đại. Da thì da xịn rồi. Da của Nhật thì không phải nghĩ anh em nhé. Da rất là ngon. Đấy, anh em mà muốn bóp sâu vào gáy thì nằm bên trong này như thế này nhé. Cái con này, cái gối của nó có một cái miếng vải bọc nhé, vải bọc bên ngoài này. Đây. Đấy, nếu mà anh em nào muốn nó sạch sẽ thì có thể bọc nó vào cái gối này để nằm, nếu mà sau bẩn bỏ cái này ra giặt được. Phần chân của con này thì thiết kế rất là đẹp. Và chân thì ở đằng sau cái thằng bụng chân này, nó bóp ở bụng chân và nó có cả những cái con rung nhá. Đây, bóp hai bên bắp chân này. Hai bên bắp chân này, dưới bàn chân này. Cái này nó bóp cả gót chân nhá. Bóp cả gót chân luôn. Đầy đủ. Ở dưới lòng bàn chân nó ấn lên. Đây là một cái dòng ghế chuyên sâu về vật lý trị liệu của Family. Đây, chức năng rất là nhiều. Medical chair. Medical chair có nghĩa là ghế vật lý trị liệu. Ghế vật lý trị liệu. Nát nữa em sẽ giới thiệu chi tiết ở trong cái bảng điều khiển nó có những chức năng gì cho mọi người xem. Hàng nhỏ gọn và
hiện đại. Nói chung kiểu dáng là đẹp đây các bạn. Kiểu dáng này thì không chê được rồi. Da thì zin. Zin 100%. À, đây 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 cái phần này phần cái gác cái điều khiển nhé, để cái điều khiển. Đấy, họ thiết kế cái này để cái điều khiển ở đây. Ở bên dưới này, đây là cái cung nó phần ổ cắm đấy, cắm nguồn và nó có cung tăng bên cạnh luôn nhé. Bây giờ em sẽ ngồi lên con ghế này và thử cho các bác xem nhé, thử các bác xem. Mỗi một lần ngồi lên một cái con ghế được trải nghiệm thì cảm giác nó rất là thú vị các bạn. Mỗi con nó ngồi xuống nó có một kiểu khác nhau. Nói chung là ghế Nhật thì con nào ngồi cũng phê. Chẳng qua là nó phê theo kiểu gì thôi. Đấy, có con thì nó phù hợp với thanh niên, có người có con phù hợp với các cụ. Còn cái dòng này thì thanh niên các cụ ngồi được hết, đều thích. Đây, đây là nút bật nguồn này. Khi mà bật nguồn nó lên thì các nút này nó hiện màu xanh. Hiện màu xanh như thế này thì mình có thể là mình chọn lấy một trong 5 cái bài tự động ở đây. Ví dụ mình chọn một cái bài toàn thân này thì tự động nó ngả ra và chân nó nâng lên. Đấy, tự động nó ngả ra nhá. Đấy. Tay thì mình cho nó vào đây nhé, đặt vào đây. Bây giờ em sẽ giới thiệu về cái phần điều khiển của con này. Cái nút đỏ này nút tạm dừng này. Em sẽ dịch luôn cái mấy cái dòng chữ. Nó đang dò cơ thể rất là sướng. Ấy, nó đang dò đấy. Nó nháy đỏ, cái màu đỏ này là nó báo nó đang dò tìm cơ thể nhé, đang dò tìm cơ thể và huyệt đạo nhé. Đấy, tí nữa nó dò xong đây, nó chuyển sang màu xanh. Màu xanh tức là đã dò tìm xong vị trí và các cái đường cong trên cơ thể. Nó rất hay, các bác thấy chưa? Con này đây, cái này cái dòng chữ này của nó là các cái khóa học nhanh chóng, có nghĩa là nhanh chóng thì mình bấm là nó sẽ sáng đèn đây. Cái này là các cái bài tập riêng lẻ riêng giờ. Đây là cái này là các cái bài tập về y tế nhá. Ở dưới đây là danh sách các bài tập toàn thân về y tế, có nghĩa là vật lý trị liệu thì nó đương nhiên nó liên quan y tế rồi. Y tế thì nó giúp phục hồi sức khỏe mà. Wow, ôi, nó đẩy xuống tận mông, nó đẩy xuống tận mông luôn các bạn. Ai da, ui, nó đang đẩy xuống tận mông luôn. À, con này hay đấy. Ô, phê thật. À, nó bóp xuống tận mông này. Nó bóp xuống tận mông các bác nhá. Con này hay đấy. Tưởng không hay mà lại hay không tưởng. Wow, đang bóp cả vai này. Thôi em phải ngồi dậy chứ không này nó rung nó quay không quay được, nó rung quá. Bấm tạm dừng tí. Đấy, tạm dừng bấm nút đỏ nhá. Đây, cái bài tập thứ nhất này. Cái bài này phục hồi mệt mỏi chung. Đấy, bài phục hồi mệt mỏi chung nhé. Cái bài thứ hai là cải thiện cái sức khỏe cái phần vai và cơ nhé. Bài thứ ba là cải thiện phần eo và mỏi cơ này. Bài thứ tư là bài tập co giãn kéo cơ thể đấy, kéo cơ đấy. Bài thứ năm là cái bài là tập về mông ấy, phần mông ấy. Nó có cả mông má nhá, đầy đủ. Cái này là phần nâng hạ chân ghế này, cái này nâng hạ cả cái ghế này, cái này là di chuyển vị trí con lăn nhá, mình thích nó bóp ở đâu thì mình có thể di chuyển lên di chuyển xuống. Tiếp theo xuống cái dưới này là các cái bài tập nhanh, dưới này bài tập nhanh nhá. Nếu mà mình không chọn tự động thì chọn bài tập nhanh,
À, bài tập nhanh thì cái nút này là tập cả người này, cái này tập tập trung về phần phần vai này, cái này tập trung phần eo này. Tiếp theo là dưới đây là các cái bài tập về về bằng bằng khí nhá. Đó, có nghĩa là bóp bằng khí ấy. Đây đây cái chấm này ấy, các cái chấm này này, cái chấm này là nếu mà nó đỏ đây là nó bóp yếu này, cái này bóp trung bình này, cái này bóp mạnh này, tương tự các cột này cũng thế nhé. Đó, còn cái nút này nó là bóp về phần 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 chân và cánh cánh tay nhé, này chân và cánh tay này. À, cái này bóp phần chân, cái này là bóp cánh tay và cái mông của mình, cái này là bóp cổ nhé. Và tiếp theo dưới này là các cái bài tập riêng lẻ nhé. Cái này là bóp theo kiểu là cây thông này, cái này là linh sam này, cái này là bóp chỉnh tốc độ này. Đấy, nó có 3 tốc độ, 1, 2, 3 này. Tốc độ nhanh chậm 1, 2, 3 nhé. Cái này là bóp theo kiểu tataki ấy. Nó cũng có kiểu 1, 1 và 2 nhé. Cái này là bóp theo kiểu shiatsu của Nhật ấy. Nó cũng có kiểu 1 và kiểu 2 này. Cái này là bóp sang hai bên này. Đấy. Nó cũng có 3 cái nấc chọn này, 1, 2, 3 này. Đấy. 3 kiểu nhé. Cái này là bóp kiểu linh sam này. Linh sam. Cái này là bóp vai và bóp riêng từng phần đấy, từng đoạn một đấy. Đấy. Đấy, em sẽ giới thiệu đấy là cơ bản những cái chức năng của cái con ghế vật lý trị liệu Family này. Đấy. Đấy, nói thế để ví dụ các bác mà có mua những con này thì các bác hiểu được ngay. Đấy, và các bác dùng rất là thích. Đấy. Để nắm qua được con này nó có những cái tính năng gì, những tác dụng gì. Đấy. Cái dòng này và nó rất tốt trong việc phục hồi sức khỏe những cái bác nào mà ốm yếu mà ở nhà mà phải nằm giường, hoặc là những cái bác nào mà bị tai biến cần hồi phục chức năng, hoặc là có vấn đề về về sức khỏe thì mua những cái con ghế vật lý trị liệu này về nó có tác dụng rất là tốt nhá. Không phải là em nói tốt đâu mà chính cái bộ y tế Nhật Bản ấy, người ta đã kiểm nghiệm và người ta thấy tốt, và người ta dán tem kiểm kiểm định chất lượng rồi nhé, dán tem chứng nhận thiết bị chăm sóc sức khỏe rồi nhé. Nên là cái này em chỉ giới thiệu cho các bác thôi, chứ còn chất lượng như thế nào đã có bộ y tế Nhật Bản họ kiểm nghiệm rồi, nên là không có gì phải nghĩ ngợi về chất lượng cả. Vấn đề là mình chỉ cần mua về dùng thế là ok. Đấy. Mua về dùng là ok, không có gì cả. Đấy, một con ghế nhỏ gọn trẻ trung đẹp mà giá rất là phải chăng. Đấy, con này hiện tại bên em đang bán là giá là 28 triệu. Đấy, bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc nhá. Tặng đổi nguồn. Đó, bảo hành một đổi một trong vòng 12 tháng, cam kết với các bác. Đó, có vấn đề gì cứ em sẽ có người đến tận nơi gửi cho bác con khác và chuyển con này về, khẳng định luôn. Đó, em rất tự tin với những sản phẩm như nhà em bán ra nhá. Đó, các bác nào mà có nhu cầu thì hãy điện ngay cho em qua số điện thoại là 0964 480 666 em Sơn nhá. Đó, và đừng quên là bấm đăng ký kênh. Đấy, giới thiệu với mọi người cùng xem nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều.